Chào bạn em, bữa nay mình quay cho các bạn cái trứng quanh gu mình nè. Hiện giờ nó đề án ngày 23 tháng 2. Bữa nay là 10 ngày rồi. Thì mình quay cho bạn coi cái chỉ máu của nó nè ha. À, đó. Nè. Đó. Như gì là có trống có phôi mà nè. Đó. Thấy nè, đó. Quá trời chỉ máu là ok mà. Đó. Mình quay kỹ kỹ để mình kiếm chỗ nào cho nó thấy kỹ kỹ chút. Đây 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 đây. Quá trời chỉ máu luôn ha, 10 ngày chỉ máu nhóc quá trời. Bên này là nó đen đen này, chắc bên này là cái con cu nữa nằm ở đây nè. Này chỉ máu nè bạn, 10 ngày rồi nè. Thường thường là có 8 ngày với 10 ngày là chỉ máu của nhóc bạn thấy không. Đó đó, đó. Mình quay sơ cho bạn coi thôi. Rồi vài bữa có gì mình quay cho bạn coi thêm. 8 ngày của nó, 10 ngày đó. Chỉ máu quá trời nữa. Đây 10 ngày sau đi mình thăm nhìn cho các bạn, quay cho bạn tham khảo tiếp. Thì các bạn thấy cái trứng mà nó đạt là nó tròn, nó phình ra, nó không mớp méo. Rồi nó không có bị mốc lắm là ok ha. Còn cái trứng mà nó bị mốp méo là nó thiếu ẩm ha. Rồi mà nó bị mốc là nó dư nước, dư ẩm là nó chết ha. Trứng là phì ra ha. Quá đẹp không. Thì 10 ngày sau thì mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp ha. Tham khảo anh em chia sẻ chơi với nhau đó. Nó quá trời chứ nó máu nè. Gì là đạt lắm bạn. Mình hẹn ở lại gặp lại các bạn trong clip sau mình ha, 10 ngày sau ha. Thì mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp. Rồi cảm ơn các bạn ha. Hẹn gặp lại bạn trong clip sau của mình ha.